Trong không khí cả nước đang hân hoan đón mừng ngày Phật đản sanh, chiều qua ngày 29 tháng 4, ông Nguyễn Văn Việt, Phó trưởng phòng an ninh đối nội Công an tỉnh Quảng Nam, ông Phan Duy Thành, đội trưởng đội an ninh tôn giáo Công an tỉnh đã đến phim trường truyền hình QCB tại chùa Linh Bửu, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ thăm và chúc mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2564, dương lịch 2020. Thân mật đón tiếp có Đại đức Thích Viên Hải, Ủy viên Thường trực Ban trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, cùng quý Phật tử thành viên ekip truyền hình Phật giáo QCB. Tại buổi thăm, ông Nguyễn Văn Việt gửi lời chúc mừng Đại đức Thích Viên Hải và các thành viên ekip truyền hình QCB nhân ngày Phật đản và ghi nhận những đóng góp của Ban Thông tin Truyền thông, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trong thời gian qua. Những thông tin được truyền tải về chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước đối với Phật giáo, thông tin các hoạt động Phật sự quan trọng đều được kênh truyền hình QCB chuyển tải nhanh chóng, chính xác và kịp thời tới đông đảo quần chúng nhân dân Phật tử, đóng góp cho sự phát triển chung của toàn xã hội. Đặc biệt, tuyên truyền kịp thời về công tác phòng chống dịch COVID-19 đến với chư tôn đức tăng ni, tín đồ Phật tử trong tỉnh nhà, góp phần cùng với chính quyền đẩy lùi dịch bệnh. Tại đây, Đại đức Thích Viên Hải cảm ơn chân thành về sự quan tâm động viên của lãnh đạo Phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh tới cá nhân Đại đức và những người làm công tác truyền thông Phật giáo của tỉnh nhà. Đại đức cho biết trên tinh thần thông tư hướng dẫn của Trung ương Giáo hội, Phật đản năm nay Ban trị sự tỉnh sẽ tổ chức vào lúc 7:30 ngày 15 tháng 4 năm Canh Tý, tức ngày 7 tháng 5 dương lịch, tại trụ sở văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, chùa Đạo Nguyên, thành phố Tam Kỳ. Giới hạn số lượng đại biểu tham gia không quá 20 người, kiểm tra y tế và đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Phật giáo QCB và các trang mạng xã hội.